giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Tiết lộ 3 điểm đặc biệt trong đám cưới Tóc Tiên và Hoàng Tuliver, chứng tỏ khủng cỡ nào. Kể từ khi chung đội trong chương trình The Remix Hòa Âm Ánh Sáng phát sóng năm 2015, Tóc Tiên và Hoàng Tuliver có hơn 5 năm bên nhau. Suốt thời gian đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau, lộ hình thân mật như khoác vai, ôm eo khi đi ăn chung. Khi mẹ của Hoàng Tuliver qua đời, Tóc Tiên đeo khăn tang, đứng trong hàng ngũ người thân. Tới tháng 9 năm 2019, họ mới chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước, khán giả đã mặc định đây là một cặp trai tài gái sắc ở showbiz. Mới đây, một khách mời hùng lễ tiết lộ, lễ cưới của Hoàng Tuliver và Tóc Tiên diễn ra vào ngày 20 tháng 2. Địa điểm diễn ra hùng lễ được cho là biệt thự tại Đà Lạt của Tóc Tiên. Biệt thự của Tóc Tiên tại Đà Lạt được thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng. Từ khi có bản demo, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về căn nhà này. Cách đây ít ngày, một tài khoản mạng xã hội khẳng định biệt thự được hoàn thành không lâu để chuẩn bị cho hôn lễ của Tóc Tiên. Những ngày qua, nữ ca sĩ cũng liên tục check-in tại căn biệt thự của mình. Khán giả cho rằng cô tới đây để hoàn thiện các thủ tục trong ngày trọng đại. Các biệt thự ở khu này thường có diện tích khoảng 300m² và giá trên 10 tỷ đồng. Qua những góc chụp được Tóc Tiên chia sẻ, có thể thấy biệt thự sở hữu view đẹp, khung cảnh thoáng đãng. Những ngày qua, một số bạn bè thân thiết của Tóc Tiên như Aiden, nhiếp ảnh gia ruột Milo Trần cũng tới Đà Lạt. Đặc biệt, bố của nữ ca sĩ trở lại Việt Nam đúng thời điểm này khiến hâm mộ càng tin chắc lễ cưới của cô đang đến gần. Hoàng Tuliver và Tóc Tiên vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ yêu nhau nhiều năm, nhưng đến tháng 9 năm 2019 mới xác nhận hẹn hò. Dù vậy, cả hai ít khi chia sẻ về đối phương trên truyền thông và ở phương diện tình yêu. Do đó, đám cưới của cả hai cũng được giữ kín thông tin. Lễ cưới của họ được tổ chức riêng tư, lượng khách mời chỉ khoảng 50 người. Trong đó có những nghệ sĩ thân thiết, chẳng hạn như Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Cường Seven hay Ngọc Thảo và nhóm bạn thân của hai nghệ sĩ. Hiện tại danh sách khách mời chưa được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng điểm ra những cái tên chắc chắn không thể vắng mặt. Đó là Subin Hoàng Sơn, Cường Seven, Justati, Rimastic. Họ cùng hoạt động trong nhóm Space Speaker do Hoàng Tuliver làm trưởng nhóm suốt nhiều năm qua. Hồi tháng 8 năm 2018, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Tóc Tiên được Hoàng Tuliver cầu hôn. Trong khi đó, nhóm bạn thân của Tóc Tiên có Emily, Hot Girl Ngọc Thảo, Hạt Mít. Họ thường xuyên tụ tập và cũng góp mặt trong những ngày quan trọng của nhau, do đó họ gần như chắc chắn sẽ chứng kiến giây phút trọng đại trong cuộc đời của Tóc Tiên. Nguồn tin tiết lộ ngày trọng đại của Tóc Tiên và Hoàng Tuliver được tổ chức kín đáo, hạn chế khách mời và được tổ chức thân mật, đơn giản, như một bữa tiệc giữa những người thân thiết. Những ngày qua, Tóc Tiên cũng liên tục úp mở trên trang cá nhân khi cô bày tỏ tâm trạng hồi hộp. Lúc lại viết, dù ngày mai có tận thế, dù thời gian đứng yên lúc này thì em vẫn chẳng hề đổi thay. Đôi tay vẫn ôm, yêu mình anh. Từ năm 2018, nữ ca sĩ đã tiết lộ mẫu váy cưới trong mơ trên trang cá nhân. Cô đăng ảnh chụp mẫu váy cưới được Gigi Hadid diện trong show diễn Moschino xuân hè 2019. Cô viết, 200% chắc chắn đây sẽ là nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới trong mơ của tôi. Lúc này, người hâm mộ cặp đôi đang rất mong chờ được nhìn thấy Tóc Tiên khoác lên mình mẫu váy cưới độc đáo, phần ngực, tay bồng và chân váy xếp xuống, tinh tế nhẹ nhàng trong ngày trọng đại với Hoàng Tuliver. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.